Dung Tổ Nhi, Hương Tá, Trần Sở Hà, Trần Tuệ Lâm, Trần Tín Hoành. Không chỉ là những cái tên đình đám của làng giải trí Hoa ngữ bởi tài năng có thừa, mà họ còn khiến nhiều người trong giới phải e dè nể sợ bởi thân thế khủng của mình. Những người này nếu không là thái tử chân chính của thế giới ngầm, thì cũng là công chúa nhỏ của những ông trùm khét tiếng. Hãy cùng Cbiz Phim tìm hiểu xem họ là những ai. Và gia thế của những người này khủng đến mức nào nhé? Dung Tổ Nhi, tiểu diva Hồng Kông. Dung Tổ Nhi sinh năm 1980, cô là một trong những nghệ sĩ Hồng Kông có tầm ảnh hưởng nhất và cũng góp phần đưa nền âm nhạc Hồng Kông vượt khỏi biên giới và vươn tầm châu Á. Cô được giới giải trí gọi là tiểu diva Hồng Kông và là người kế thừa cho Mai Diễm Phương. Là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng ít ai biết về xuất thân khủng của Dung Tổ Nhi. Theo truyền thông Hồng Kông, Dung Tổ Nhi là cháu ngoại của một đại tỷ có máu mặt trong giới xã hội đen Hồng Kông. Bên cạnh đó, cô còn là con nuôi của Dương Thụ Thành, vị lão đại của cả hai giới hắc bạch. Ngoài việc là ông trùm của giới giải trí Hồng Kông, chủ tịch công ty giải trí Anh Hoàng, thì Dương Thụ Thành còn là một đàn anh của bang Tân Nghĩa An. Trong những năm 2000, Dương Thụ Thành đã tập trung lăng xê Dung Tổ Nhi, tích cực ra nhiều album và đều nhận được sự hưởng ứng của mọi người. Thời điểm đó, Dung Tổ Nhi nổi lên như một hiện tượng mới, dù không sở hữu nhan sắc tuyệt đỉnh, nhưng tài năng của cô cũng đủ khiến khán giả ngưỡng mộ. Không những thế, Dung Tổ Nhi còn tiên phong là đại tỷ của Anh Hoàng giúp đỡ hàng loạt đàn em cùng công ty để họ có được thành công như hôm nay. Có thể nói, sự cống hiến của Dung Tổ Nhi cho ngành âm nhạc Hồng Kông là không hề nhỏ. Trong suốt gần 20 năm hoạt động, Dung Tổ Nhi phát hành hàng trăm album lớn nhỏ, thực hiện nhiều tour diễn từ Hồng Kông, Trung Quốc đến các nước ở châu Á và cả trên thế giới. Không những thế, Dung Tổ Nhi luôn là cái tên bảo chứng cho các lễ trao giải âm nhạc lớn ở Hồng Kông và đại lục. Đối với khán giả Hồng Kông, Dung Tổ Nhi là nữ nghệ sĩ chăm chỉ nhất trong suốt những năm qua. Mỗi lần cô tổ chức concert đều kéo dài hơn 10 ngày và tất cả các đêm diễn đều trong tình trạng cháy vé. Điều này có thể thấy được tầm quan trọng của Dung Tổ Nhi với nền âm nhạc và khán giả Hồng Kông như thế nào. Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực âm nhạc, Dung Tổ Nhi còn lấn sân sang ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình như một cuộc dạo chơi đầy thú vị, nhưng cũng gặt hái được không ít thành công. Hương Tá, con trai của ông trùm giải trí Hồng Kông. Hương Tá sinh năm 1984, nam diễn viên có thân hình vạm vỡ và nền tảng võ thuật vững chắc. Hương Tá là con trai của ông trùm giải trí Hồng Kông, Hướng Hoa Cường và nhà sản xuất quyền lực Trần Lam. Có cha mẹ là những tên tuổi máu mặt trong showbiz, nên Hương Tá đã được tạo điều kiện thuận lợi để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, cũng như có mối quan hệ khá rộng rãi và thân thiết với các minh tinh xứ Cảng Thơm như Lưu Gia Linh, Lý Liên Kiệt hay Lưu Đức Hoa. Nói qua về Hướng Hoa Cường, ông được coi là ông trùm điện ảnh lớn nhất Hồng Kông, ngoài ra ông còn là ông trùm xã hội đen khét tiếng. Không chỉ khiến cho giới giang hồ nể sợ, mà các ngôi sao nổi tiếng Hồng Kông cũng không dám cãi lời. Tuy vậy, khi Hướng Tá theo con đường nghệ thuật, Hướng Hoa Cường cũng không dùng quyền lực của mình để bắt ép, một bước đưa Hướng Tá lên hàng ngôi sao. Ông vẫn để con trai đi từng bước từ diễn viên nhí, đến bây giờ Hướng Tá đã trở thành một diễn viên võ thuật chuyên nghiệp. Tài tử họ Hướng từng tham gia các bộ phim Hoắc Nguyên Giáp, Huyết Chiến, Bộc Khắc Vương, Mãnh Hổ Tô Khất Nhi, Thiết Mã Tầm Kiều, Đổ Thành Phong Vân Ba, Phong Thần Bảng. Tuy nhiên, nam diễn viên lại không để lại nhiều dấu ấn với khán giả, Hương Tá chỉ được người xem biết đến nhiều hơn sau chương trình Hành Động Võ Thuật Thời Gian Tươi Đẹp Nhất và được yêu thích nhiều hơn với hình ảnh một ông bố thực tập đáng yêu. Trong chương trình Bố ơi mình đi đâu thế bản chung mùa 4, mặc dù sinh ra trong gia đình con ông cháu cha nhưng Hương Tá từ nhỏ đã không ngừng khổ luyện, không dựa vào thanh thế của cha mình mà ăn chơi, lợi dụng như một vài phú nhị đại hay tinh nhị đại khác. Trần Sở Hà, thái tử gia của thế giới ngầm. Sinh năm 1978, Trần Sở Hà vào nghề khá trễ, năm 27 tuổi anh mới bắt đầu đi học diễn xuất tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và có vai diễn đầu tay không lâu sau đó. Vào thập niên 2000, Trần Sở Hà từng gây sốt nhờ nhiều dự án phim thần tượng như Cung Phu Bóng Rổ, Định Mệnh Anh Yêu Em. Tuy nhiên thời điểm đó, khán giả lại quan tâm nhiều hơn về thân phận thật chấn động của Trần Sở Hà. Hóa ra Trần Sở Hà không phải cái tên dễ đụng vào, nam diễn viên chính là thái tử hắc bang hàng thật giá thật của giới giải trí. Trần Sở Hà là con trai của Trần Khải Lễ, ông trùm của Trúc Liên bang lừng lẫy, từng đưa bang phái này hô phong hoán vũ một thời tại xứ đài. Vì thế, đứng sau bảo vệ Trần Sở Hà là người cha và bang hội hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người. Đến khi cha anh qua đời năm 2007, Trần Sở Hà xuất hiện tại tang lễ với nhiều người tháp tùng, từ đó mới lộ thân phận khủng là thái tử gia của Trúc Liên bang khét tiếng. Vào lúc đó, Trần Sở Hà mặc định là người thừa kế tài sản lên đến 2 tỷ nhân dân tệ, gần 7.000 tỷ đồng. Thế nhưng anh lại không muốn có tài sản đó để mặc người thân tranh giành sâu xé. Anh lựa chọn vào showbiz, trở thành diễn viên và theo đuổi đam mê.
Có thể nói, cả showbiz Hoa ngữ không có một ai dám đối xử tệ với Trần Sở Hà. Ngay cả thiếu gia khét tiếng Vương Tư Thông cũng phải nhường Trần Sở Hà vài bước. Tuy là thái tử gia của thế giới ngầm, nhưng anh để lại ấn tượng trong lòng khán giả là một người điềm đạm, ôn hòa và thanh lịch, không màng đến gia tài khổng lồ mà cha anh để lại. Anh luôn xác định được những gì mình sẽ làm và sẽ cố hết sức để đạt được nó. Có nhan sắc và tinh thần chăm chỉ, nghiêm túc với nghiệp diễn, nhưng Trần Sở Hà vẫn chưa có duyên tỏa sáng. Nam diễn viên được khán giả nhớ đến với một số vai phụ trong nhiều dự án như Tam Sinh Tam Thế, Trầm Thượng Thư, Đấu Phá Thương Khung, Luận Anh Hùng Ai Mới Là Anh Hùng. Ngoài ra trong thời gian này, Trần Sở Hà đang quay phim cổ trang Niệm Vô Song cùng Đường Yên và Lưu Học Nghĩa, nam diễn viên khiến khán giả thích thú bởi nhan sắc trẻ mãi không già. A Tín Trần Tín Hoành, thiếu gia nhà Hắc Bang. Trần Tín Hoành, thường được gọi là A Tín, là ca sĩ hát chính của Mây Đây, Ngũ Nguyệt Thiên, ban nhạc nổi tiếng của Đài Loan. Được coi là nhóm nhạc có tầm ảnh hưởng nhất trong thập niên 2000 ở Đài Loan nói riêng và giới âm nhạc Hoa ngữ nói chung. Nổi tiếng là thế nhưng A Tín được biết đến là một người sống kín đáo và toàn tâm với âm nhạc. Anh thường xuất hiện trước truyền thông với vẻ ngoài giản dị và không chia sẻ nhiều về đời tư của mình, khiến cho khán giả hoàn toàn tin tưởng vào cách miêu tả gia đình cực kỳ đơn giản của anh. Nhà tôi mở một cửa hàng băng đĩa, mẹ tôi là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Châu Hoa Kiện. Mãi cho đến năm 2004, khi những hình ảnh A Tín xuất hiện trong đám tang của bà nội, xung quanh còn có rất nhiều các anh em thuộc các bang hội xã hội đen khét tiếng của Đài Loan lúc bấy giờ, thì người ta mới ngỡ ngàng nhận ra bối cảnh gia đình không tầm thường của anh. Lúc này, mối quan hệ giữa gia đình A Tín với giới xã hội đen Đài Loan cũng hoàn toàn bị phơi bày trước truyền thông và khán giả. Theo giới truyền thông tiết lộ, bố của A Tín là nhân vật cốt cán của Trúc Liên Bang, từng bị cảnh sát bắt giữ, sau này vì tuổi tác nên dần dần rút khỏi giới và đầu tư vào các lĩnh vực khác. Không chỉ có cha chú của A Tín có dính dáng đến xã hội đen, mà những người anh em họ khác của anh cũng lăn lộn trong giới hắc đạo. Ca khúc Quật Cường được viết khi giới truyền thông tiết lộ về bối cảnh gia đình A Tín. Khi đó, A Tín đang cùng với ban nhạc Ngũ Nguyệt Thiên đi lưu diễn ở Thượng Hải. Sau khi nhận được tin, anh đã vô cùng lo lắng cho người nhà. Bởi vì đam mê âm nhạc và muốn được đứng trên sân khấu của anh, mà lịch sử đen cũng như thân thế về người nhà của anh mới hoàn toàn bị bốc trần trước công chúng. A Tín cũng không ít lần suy nghĩ nhiều về gia đình và công việc của mình. Tuy nhiên, với người hâm mộ Ngũ Nguyệt Thiên nói chung và A Tín nói riêng, bối cảnh gia đình phức tạp của anh hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình cảm mà họ dành cho anh. Thứ khiến người hâm mộ ở lại là tài năng và chính bản thân anh ấy, không liên quan gì đến gia đình. Có một điều thú vị mà ít người để ý, đó là Trần Sở Hà cũng từng xuất hiện trong tang lễ của bà nội A Tín. Hai người cùng họ Trần, cùng có quan hệ với Trúc Liên Bang, cùng là bạn của Châu Kiệt Luân. Điều này từng dẫn ra nhiều tin đồn cho rằng thực ra họ là anh em họ với nhau. Tuy nhiên, những điều này đều chưa được xác thực vì cả Trần Sở Hà và A Tín đều chưa từng công khai nhắc đến nhau bao giờ và rất hiếm khi có cơ hội đứng chung sân khấu. Trần Tuệ Lâm, công chúa nhỏ của vua đá quý Hồng Kông. Trần Tuệ Lâm, nữ diva hàng đầu xứ Cảng Thơm không phải một cái tên xa lạ với những fan hâm mộ âm nhạc Hoa ngữ thập niên 1990-2000. Sinh năm 1973, trong một gia đình danh giá nước tiếng, Trần Tuệ Lâm có cha là chủ tịch của tập đoàn kinh doanh trang sức đá quý hàng đầu Hồng Kông. Ông được mệnh danh là vua đá quý xứ Cảng Thơm. Chú ruột của cô là nam diễn viên tên tuổi Trần Huệ Mẫn, cũng là lão đại xã hội đen của bang 14K lừng danh và rất có máu mặt trong giới giang hồ ở Hồng Kông. Trong giới võ thuật châu Á từ lâu vẫn truyền tai nhau câu nói quyền có Trần Huệ Mẫn, cước có Lý Tiểu Long. Vì vậy, có thể nói nhờ quyền lực của gia đình, Trần Tuệ Lâm bước chân vào làng giải trí một cách khá dễ dàng. Tuy nhiên, không vì gia thế giàu sang mà Trần Tuệ Lâm trở thành một tiểu thư nổi loạn, ăn chơi trác táng. Ngược lại, cô xây dựng sự nghiệp với tiêu chí nói không với scandal, tự vươn lên bằng năng lực của bản thân. Trần Tuệ Lâm từ nhỏ đã được học tập và sinh sống ở nhiều quốc gia khác nhau. Trong thời gian học cấp 3 tại Nhật Bản, cô không ngại làm thêm tại cửa hàng bánh mì trong những tháng nghỉ hè. Công việc tay chân đầu tiên đã dạy cho cô bản tính siêng năng, chăm chỉ. Sau này, khi học thiết kế ở New York, Tuệ Lâm cũng tốt nghiệp với thành tích ấn tượng. Cô có thể nói thành thạo tiếng Anh, Nhật và Pháp. Năm 1995, Trần Tuệ Lâm tốt nghiệp đại học, cô trở về Hồng Kông và gia nhập làng giải trí với vai trò ca sĩ, diễn viên. Năm 1998, cô tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới, trở thành nữ diva nhạc pop hàng đầu Hoa ngữ. Bạn ấn tượng nhất với gia thế của ngôi sao nào trong video này? Hãy chia sẻ với mọi người ở dưới phần bình luận nhé! Đừng quên like video cũng như đăng ký kênh CBiz Film để xem thêm nhiều video thú vị khác nữa nha! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. See you!